Vào ngày 23 tháng 10, công ty quản lý King Kong by Starship thông báo Chun So-min quyết định rời khỏi chương trình Running Man sau 6 năm gắn bó. Thông tin này khiến nhiều khán giả hụt hẫng, đồng thời tỏ ra lo lắng vì phải chứng kiến các thành viên lần lượt rời bỏ show. Mới đây nhất, trong tối 31 tháng 10, tờ Ocean đã đăng tải bài viết phân tích về những khó khăn hiện tại và dự đoán về tương lai của Running Man sau khi Chun So-min dứt áo ra đi. Đáng chú ý, trang báo Hàn nhận định không loại trừ khả năng chương trình sẽ bị xóa sổ sau 13 năm đồng hành với khán giả. Theo Ocean, show đình đám xứ Hàn từng đối mặt thách thức lớn khi Gary chính thức rời khỏi chương trình hồi năm 2016. Khi đó, rating của Running Man có dấu hiệu đi xuống rõ rệt khiến nhà sản xuất quyết định bổ sung thêm hai thành viên là Jang Se-chan và Chun So-min để cứu nguy. Tới năm 2021, người hâm mộ lại đón nhận thêm cú sốc lớn khi Lee Kwang-soo quyết định dứt áo ra đi khỏi Running Man. Trong 2 năm qua, rating chương trình liên tiếp tụt dốc, lập nhiều kỷ lục đáng buồn cho sự rời rụng thành viên và vấn đề nội dung. Tới nay, khi Chun So-min là cái tên tiếp theo xác nhận rời bỏ Running Man, rating của chương trình được dự đoán sẽ tiếp tục giảm sút. Ocean nhận định giải pháp lựa chọn thành viên thay thế nhiều khả năng sẽ không mang lại hiệu quả ở hoàn cảnh hiện tại. Lúc trước, Running Man thêm hai thành viên Jang Se-chan và Chun So-min khi chương trình mới bước vào năm thứ 6, nên theo thời gian khán giả vẫn dần thích nghi và đón nhận hai nghệ sĩ. Nhưng ở bối cảnh hiện tại khi show đã lên sóng được 13 năm, công chúng quá quen thuộc với bộ khung của chương trình trong suốt thời gian dài nên rất khó chấp nhận gương mặt mới tham gia. Thực tế đã chứng minh có rất nhiều show truyền hình lâu năm tại Hàn cũng phải đón nhận thành tích rating bết bát sau khi thay đổi thành viên. Dựa vào tình cảnh hiện tại thì Ocean dự đoán có khả năng Running Man sẽ bị ngừng phát sóng vĩnh viễn. Nhưng bên cạnh đó, tờ báo Hàn cho rằng không loại trừ khả năng nhà sản xuất sẽ có giải pháp nhằm mang đến sự đột phá về mặt nội dung và giúp chương trình vượt qua cơn khủng hoảng. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Top Sao Hàn. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại ở phần bình luận dưới video này để chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.